Chào mừng các bạn đến với kênh Vui Cùng Bể Cá. Và mình là Khoa Đăng. Trước mặt các bạn đây vẫn là một cái bông hoa màu xanh. Và cái bông hoa màu xanh lần trước mình quay video thì là đây. Và nó đã nở được 3 ngày rồi. Là ngày hôm nay là nó không nở nữa và nó sẽ cụp xuống như vậy. Và hôm nay là có một cái bông như thế này. Và trời không có gió nên là mình sẽ tranh thủ mình đặt camera mình quay cái bông này nở. Nhân đây mình nói luôn, mình sẽ tạo ra một cái kênh riêng, một cái kênh mới tên là Nhật Ký Tham Lab. Và ở cái kênh đó mình sẽ tập trung chủ yếu là quay video những cái bông hoa nở hoặc là những cái chồi non đang mọc. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình ở cái kênh đó. Rồi bây giờ thì chúng ta đặt camera để quay cái bông hoa này thôi. Và đây là bông hoa của mình, nó chưa có nở hết đâu các bạn, nó còn đang nở thêm mấy cái nhụy này ra nữa này. Tuy nhiên hôm nay trời âm u và đang chuẩn bị có mưa nên là mình xin dừng video sớm ở đây. Và mình sẽ canh ở dưới đây, còn có một vài nụ nữa này, dưới gốc đây còn vài nụ nữa, mình sẽ canh cho những cái nụ này lên rồi mình quay video tiếp. Video này sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.